Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức thế giới được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube VNews, truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, vị cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đang phải đối mặt với thách thức về tài chính khi phải cân bằng giữa việc huy động tiền cho cả chiến dịch tranh cử và trang trải chi phí pháp lý trong bối cảnh ông đối mặt với hàng chục cáo buộc hình sự. Trước nguy cơ phải bán tài sản để trang trải chi phí pháp lý ngày càng tăng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người ủng hộ hỗ trợ tài chính. Yêu cầu này được đưa ra khi ông Trump phải đối mặt với hạn chót sắp tới về việc thanh toán một khoản tiền bảo lãnh khổng lồ trị giá 464 triệu đô la Mỹ từ một phiên tòa xét xử gian lận ở New York với một phán quyết dân sự chống lại ông vì đã phóng đại giá trị tài sản ròng và giá trị các bất động sản. Cựu Tổng thống Trump, người từng hai lần bị luận tội cho rằng Đảng Dân Chủ nghĩ rằng điều này sẽ đe dọa tôi. Họ nghĩ nếu họ lấy tiền của tôi để ngăn chặn chiến dịch của tôi thì tôi sẽ bỏ cuộc. Trong một thông điệp gửi tới những người ủng hộ qua email, cựu Tổng thống Trump cho rằng những điều tệ nhất là gì? Họ nghĩ rằng các bạn sẽ bỏ rơi tôi và từ bỏ đất nước này. Đây là một điều họ không biết. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đối mặt với 78 cáo buộc hình sự vì tội đảo ngược kết quả bầu cử, lưu giữ thông tin mật và các khoản thanh toán để bịt miệng, ông Trump đã sử dụng ảnh chân dung chụp tại trại giam Mugshot ở Georgia để gây quỹ. Tại New York, ông Trump đối mặt với 34 cáo buộc hình sự trong vụ án dùng tiền bịt miệng và gần đây đã trả khoản tiền bảo lãnh 92 triệu đô la Mỹ để bảo vệ kháng cáo trong một vụ án dân sự phát sinh từ cáo buộc cưỡng hiếp mà một thẩm phán gọi là gần như đúng. Tuy nhiên, mối quan tâm chính của ông Trump ở bang hiện nay là đáp ứng các nghĩa vụ trong khi kháng cáo bản án dân sự trị giá hàng triệu đô la Mỹ trong vụ lừa đảo kinh doanh dân sự mà Tổng trưởng lý New York Letitia James đệ đơn thành công. Liên quan vụ án dân sự nói trên, sau 2 tháng xét xử, thẩm phán Arthur Egoron hồi tháng trước đã kết tội ông Trump cùng hai con trai và các cộng sự gian lận tài chính khi cố ý khai khống giá trị tài sản của tập đoàn Trump suốt một thập kỷ để giành được những hợp đồng ưu đãi từ các ngân hàng và công ty bảo hiểm tại bang này. Thẩm phán Egoron cũng ra phán quyết buộc ông Trump phải nộp phạt tổng cộng 454 triệu đô la Mỹ, bao gồm 355 triệu đô la Mỹ tiền phạt và 99 triệu đô la Mỹ tiền lãi trước xử án. Theo quy định, cựu Tổng thống phải móc tiền túi trả toàn bộ khoản phạt hoặc nộp trái phiếu bảo lãnh để tránh việc bị nhà chức trách tịch thu một phần tài sản trong quá trình kháng cáo bản án. Hạn chót để ông thực hiện điều này là ngày 25 tháng 3. Các luật sư của ông Trump đã kêu gọi tòa phúc thẩm cấp trung của bang New York trì hoãn việc thi hành phán quyết của thẩm phán Egoron, viện dẫn lý do số tiền phải nộp phạt quá lớn. Các luật sư cũng yêu cầu tòa cho phép cựu lãnh đạo Nhà Trắng đặt cọc 100 triệu đô la Mỹ trong thời gian kháng cáo. Hiện chưa rõ khi nào tòa phúc thẩm sẽ ra phán quyết về vấn đề này. Trong khi đó, Reuters dẫn lời các luật sư của ông Trump hôm 18 tháng 3 tiết lộ, 30 công ty mà cựu Tổng thống cùng các con trai và giám đốc điều hành khác của tập đoàn Trump tiếp cận thông tin qua 4 nhà môi giới riêng rẽ đều từ chối đứng ra bảo lãnh cho khoản tiền phạt khổng lồ như vậy. Ngoài ra, việc thẩm phán Egoron còn cấm ông Trump và các công ty của ông vay vốn từ bất kỳ ngân hàng nào do New York cấp phép trong vài năm tới, cũng khiến cho quá trình tìm kiếm doanh nghiệp chấp nhận bảo lãnh khó khăn hơn. Ngày 20 tháng 3, hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy, một ủy ban hành động chính trị có liên hệ với ông Trump đã chi 5,6 triệu đô la Mỹ cho chi phí pháp lý trong tháng 2 và tổng cộng đã nhận được từ một tổ chức ủng hộ ông Trump hơn 50 triệu đô la Mỹ để trang trải chi phí pháp lý. Hồ sơ cũng cho thấy ông Trump kém xa ông Joe Biden trong việc gây quỹ cho cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Chiến dịch tranh cử của Trump đã huy động được gần 22 triệu đô la Mỹ vào tháng 2 và có trong tay 42 triệu đô la Mỹ. Chiến dịch của Biden đã huy động được khoảng 53 triệu đô la Mỹ và có trong tay 155 triệu đô la Mỹ. Trong quá trình xét xử, ông Trump từng tuyên bố bản thân có hơn 400 triệu đô la Mỹ tiền mặt, nhưng ông còn vướng vào các rắc rối pháp lý khác. Ngoài 4 vụ truy tố hình sự, trong tháng này, cựu Tổng thống đã phải nộp trái phiếu bảo lãnh trị giá 91,6 triệu đô la Mỹ trong quá trình kháng cáo bản án bồi thường 83,3 triệu đô la Mỹ cựu nhà báo Jean Caron vì tội phỉ báng bà. Ông Trump tự nhận đang nắm trong tay khối tài sản trị giá nhiều tỷ đô la, nhưng phần lớn sự giàu có đó nằm ở các bất động sản. Tạp chí Forbes thống kê, cựu Tổng thống hiện sở hữu dinh thự Mar-a-Lago trị giá 292 triệu đô la Mỹ. Cùng câu lạc bộ golf và nghỉ dưỡng Trump National Durant Miami ước tính 166 triệu đô la Mỹ ở bang Florida. 10 sân golf tại 6 bang trên khắp nước Mỹ được định giá 261 triệu đô la Mỹ. Các lô đất khoảng 55 triệu đô la Mỹ ở bang California, 2 ngôi nhà trị giá 2 triệu đô la Mỹ tại bang Virginia, 3 khu nghỉ dưỡng có sân golf ở châu Âu,
gồm một ở Ireland và hai ở Scotland trị giá 94 triệu đô la Mỹ, cũng như hàng loạt bất động sản bao gồm cả các tòa nhà văn phòng cho thuê và khách sạn trị giá tổng cộng tới 690 triệu đô la Mỹ ở thành phố New York và 190 triệu đô la Mỹ ở những nơi khác tại xứ sở cờ hoa. Bloomberg đưa tin, với mỗi ngày trì hoãn nộp phạt, ông Trump phải đối mặt với 115.000 đô la Mỹ tiền lãi tích lũy theo phán quyết. Về vụ truy tố ở New York, ông Trump than phiền trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào hôm 19 tháng 3. Chưa ai từng nghe đến điều gì như thế này trước đây. Tôi sẽ buộc phải thế chấp hoặc bán tháo các bất động sản, có thể với giá siêu rẻ. Nếu tôi kháng cáo thành công, số tài sản đó cũng biến mất. Hiện chưa rõ ông Trump rốt cuộc có chọn giải pháp này hay không, nhưng các luật sư cảnh báo việc bán gấp bất động sản có thể khiến ông hứng chịu tổn thất lớn không thể vãn hồi. Chiến dịch vận động tái tranh cử của ông Trump hôm 20 tháng 3 đã kêu gọi khoảng 1 triệu người ủng hộ quyên góp tiền nhằm giúp cựu tổng thống tránh bị tịch thu các bất động sản ở New York. Các tin nhắn từ một ủy ban gây quỹ tranh cử chung và một ủy ban hành động chính trị riêng rẽ từng trả chi phí tranh tụng pháp lý cho ông Trump đã kêu gọi mọi người đóng góp từ 20,24 đến 3.300 đô la Mỹ hoặc một số tiền phù hợp quy định để ngăn chặn cuộc săn tìm phù thủy chống Tổng thống Trump. Hiện không rõ liệu ông Trump có thể sử dụng số tiền quyên góp mới để nộp phạt theo phán quyết của thẩm phán Engelhardt hay không. Theo Reuters, mặc dù luật liên bang cấm sử dụng tiền tranh cử cho các chi phí cá nhân, nhưng ông Trump vẫn có thể sử dụng tiền tài trợ để trả một số chi phí cho đội ngũ luật sư của mình, viện dẫn lý do việc bào chữa pháp lý có liên quan đến chiến dịch tái tranh cử. Một số nhà phân tích lưu ý, để hạn chế việc phải bán tháo bất động sản, ông Trump có thể lấy tiền nộp phạt từ các hoạt động kinh doanh truyền thông xã hội và nhượng quyền thương hiệu trị giá khoảng 160 triệu đô la Mỹ theo ước tính của Forbes. Hãng tin Bloomberg đưa tin, ông Trump có thể nhận được một khoản lợi nhuận tài chính từ một thỏa thuận sắp tới nhằm đưa công ty truyền thông xã hội mang tên Trump Media and Technology Group của ông lên sàn chứng khoán với mã hiệu DJT. Nếu thỏa thuận được thông qua tại cuộc họp cổ đông của công ty vào ngày 22 tháng 3, ông Trump sẽ sở hữu ít nhất 58% cổ phần trong doanh nghiệp điều hành mạng xã hội Truth Social. Tùy thuộc vào giá cổ phiếu, số cổ phần đó có thể tăng giá trị lên tới vài tỷ đô la. Song, vấn đề nằm ở chỗ, cựu tổng thống khó có khả năng biến các cổ phiếu thành tiền mặt ngay lập tức. Vì vậy, giải pháp đề cập đến ở trên cần kết hợp với phương thức khác mới có thể giúp ông Trump thoát khủng hoảng tiền phạt. Một giải pháp khả thi khác cũng được nhắc đến là ông Trump hoặc một trong các công ty của ông nộp đơn xin bảo hộ phá sản, giúp cựu tổng thống trì hoãn yêu cầu nộp phạt trong một thời gian nhất định, thậm chí có thể tới sau khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11 năm nay. Theo luật phá sản Liên bang Mỹ, việc thi hành phán quyết của tòa sẽ tạm thời bị đình chỉ cho đến khi cá nhân hoàn tất các thủ tục xin phá sản, vốn rất phức tạp và tốn thời gian. Đây là cách mà các đồng minh của ông Trump, Alex Jones và Rudy Giuliani, sử dụng khi họ gặp phải những án phạt tiền lớn. Tuy nhiên, bốn nguồn tin thân cận cựu tổng thống chia sẻ với tờ Washington Post rằng ông Trump hiện không xem xét cách tiếp cận đó, một phần vì lo ngại nó gây tổn hại cho khả năng thắng cử của ông trong cuộc tái đấu chung kết vào Nhà Trắng với đối thủ Joe Biden vào tháng 11. Một số cố vấn tin rằng mặc dù việc phá sản có thể giảm bớt tình trạng khủng hoảng tiền mặt ngay lập tức, nhưng tiềm ẩn nguy cơ làm suy giảm tình hình của ông Trump như doanh nhân thành đạt, một trong những điểm thu hút nhất đối với nhiều cử tri. Hơn nữa, việc trì hoãn nộp phạt cũng đồng nghĩa ông Trump về sau sẽ phải nộp cả tiền lãi phát sinh mỗi ngày trong thời gian chờ phá sản. Việc tuyên bố phá sản cũng có thể gây ra tình trạng vỡ nợ đối với một số khoản vay ngân hàng hiện tại, khiến ông mất nhiều quyền kiểm soát đối với các công ty của gia đình và buộc phải thực hiện những giao dịch mua bán ngoài ý muốn. Chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh chủ đề này trong các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.